Mini chạy này. Ui. Đúng là một người nghệ sĩ Samba thật. Trời đất ơi, đá bóng kìa. Ui, mượt thế nhở. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua vipcạc 24 giờ com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại vipcạc 24 giờ com. Hello tất cả anh em nhá. Vào sân anh em ơi. Ui, lâu lắm không vào trải nghiệm của ông bầu Thông Phan đấy. Trải nghiệm quả tông một đặc huấn của ông bầu Thông Phan. Trải nghiệm siêu phẩm Vinicius cộng 8. Đây anh em ơi, chiếc ạc của Thông Phan. Chiếc ạc đã nạp 2 tỷ rưỡi 2 tỷ 6 để có được siêu phẩm mang tên Vinicius Junior. Đây, đây, đây. Con quái vật. Wow. Vai trưởng chạy 152 ạ. Dứt điểm 146, lực sút 146 ạ. Wow. Khéo léo 150 ạ. Wow, sợ quả Vini thế. Kinh khủng thật. Ui, Riberi ITM cộng 6 ạ. Ui, đây là ITM mà cộng 6 này. Vini phải cho đá ST thật đấy chứ. Anh bẻ nhót ra cánh đi. Đá Vini ST. Là Vini ST nha. Ui, Neymar cũng bèo này. Ui, quả Neymar này mà cho ông bầu Minh Nhật nhờ. Phê luôn đấy. Quả Neymar này mà về trước ạc của ông bầu Minh Nhật thì thôi. Cho anh bẻ ra. Cho quả... đâu nhở, Benzema DC. Thử một lương mới đau nhưng con dỗi dã man nhở. Ramos 10 đấy. Như này được anh nhở. Nhưng mà thế không bút full Vini á. Vini vẫn 145 mà. Như đẹp keng còn gì. Thầy đá Fly Digi à thầy. Không, đây có phải Fly Digi đâu. Đây là tay Apex 4 Pro mà. Fly Digi là tên hãng à? À thế à? Chà, không biết. Thầy review tay cầm mới là một trận thắng giòn giã luôn được không? Tôi quen cái tay cầm rồi. Giá tay cầm này sao vậy? Tôi được tặng anh em ơi. Tôi được nhưng mà hình như giá con này là hơn 2 đồng ấy. 2 đồng mới sao ấy. Tầm 2 triệu anh em ơi. Sân là tối om vậy ta. Cái này là do sân rồi chứ không phải do ánh sáng rồi. Trời ơi, Vini chạy kìa. Wow. Quả Vini kìa. Đã thầy. Vini chạy này. Ui. Ui. Đúng là một người nghệ sĩ Samba thật. Trời đất ơi, đá bóng kìa. Ui, mượt thế nhở. Đội bạn khỏe đừng đùa. Này, Barca gặp của Real đấy, đội bạn Griezmann HG8 ấy kìa. Anh em cứ nói. Ui, có tay cầm này đá thích thật. Ui, dã man. Ui. Đó là Vinicius. Đó là Vinicius anh ạ. Trời ơi, đá kìa. Trận đấu đầu tiên của Vini. Dã man thật, thầy đá đúng ranh mà, đúng ranh rồi. Ranh là danh sở trường mà anh em. Anh này đúng mức danh sở trường mà. Đá nó phê, phê điên. Thừa thắng xông lên đã bỏ cuộc ở nạn nhân đầu tiên đấy. Nạn nhân thứ hai này. Uầy, chân đèn đương đại luôn này. Bạn này chắc là phải là một bạn cực yêu đấy. Ơ sao có lòi ra quả Peter Check kìa. Sao lòi ra quả Peter Check cái này. Tôi bắt đầu quen rồi, bắt đầu quen cái tay cầm rồi. Bắt đầu thuần được quả bảo kiếm rồi đấy. Tay cầm này. Hôn cái tay cầm một phát. Hôn tay cầm một phát. E đi chơi đây. Còn mẹ Vinicius đá kìa. Ôi Vinicius đá kìa. Ôi đứng lại gì bạn ơi. Tôi chạy thẳng mà. Nope. Tài. Tay cầm phải lên lực chuẩn lắm. Đá tay cầm kêu tách tách đã tai thiệt em nhỉ. Đấy là em còn chưa chỉnh cái ấy. Ồ cái này hình như là vặn, tháo cái nắp này ra này là vặn được này. Chỉnh được cái cữ của tay này. Đấy là mình còn chưa biết mới làm mấy cái đấy đấy anh em. Chỉnh được nó vừa cái tay của mình nữa thì nó còn phê nữa. Ôi Vinny kìa. Ui đúng người nghệ sĩ thật. Trời đất ơi ghi bàn kìa. Nó thơ như vậy. Ui nhìn nó sướng. Ui đá có bóng kìa. Ôi thế mà cũng vào. Điêu thật. Thế mà cũng vào. Nope. Ui, cũng qua được kìa. Còn MU này ăn Brett thì sao chịu được nhỉ? Đường cùng thật. Phá quả bóng đúng đường cùng luôn đấy. Bruh. Bruh. Cái gì đang diễn ra vậy? Vãi trường làm 2,5 tỷ. Làm 2,5 tỷ mua một con trước vòng cấm con sút trượt. Nhưng con này thì không sút trượt được. Chạy thi không? Chạy có 150 thôi. Ai chạy thi không? Ủa sút mạnh thế. Nhìn xuống mạnh của ta. 5-2-1-2 ạ. Mason Mount đá hậu vệ cánh trái luôn mà. Sao? À đây. Hóa ra là bạn ấy nhầm. Đang quen khổ quen rồi sướng không chịu được. 2,5 tỷ không phí người, phí là người chơi mặt cười. Cậu em lẹo nha. Tay nhạy quá. Ôi đá kìa. Hôn lên trước tay cầm một phát. Ôi đá kìa. Nó mượt quá. Mà tay này múa skin chuẩn thật đấy. Múa skin chuẩn hướng luôn đấy. Múa skin chuẩn đét luôn mà. Ây à. Đừng di thủ môn nhá. Ôi, bắt dính luôn kìa. Ôi cảm ơn ra giấu tên nhiều nhá. Em mạnh đúng không? Cảm ơn Mạnh nhiều. Ông thầy dọn này hư lắm, nhận mấy roi à? Giấu tên đã Wescan 50.000 đồng. Nhận mấy roi à? Ông thầy béo dạo này hư lắm, nhận mấy roi. Phạt được mấy cái vào đít nào. Cứ gạt creative run cho Vinny chạy thôi. Xong rồi chuyển cho Vinny. Dích vào bên trong. Để bóng dính. Ui, tí qua kìa. Nhưng mà tí thì không qua thôi. Tí nữa thôi. Nhà thơ đã chỉ phối thầy Lân với 10.000 đồng. Hình như ông thầy Tabi fan tót thầy ạ vì đá mãi vẫn chưa có cắp. Còn thầy Ly thì đá như MU luôn hồi xưa thì hay giờ thì ngu chỉ đợi nhắc lại quá khứ. Quá khứ nhắc lại được mà. Nhiều người muốn có quá khứ mà nhắc không được đấy chứ. Quá khứ mà nhắc là tuyệt vời rồi đấy. Nope. Sao biết ta, sao con vợ biết ta, vợ đứng đợi kìa. Quả lại đợi đi. Nên là không sao cả. Ôi kìa, trong tay kìa. Làm sao cả IGR á. Cái IGR này ngày trước tôi được một bạn ở kênh cài tặng cho. Bạn Đức ở kênh. Đây này, bạn lớp phó Hà Đức này này. Bây giờ vẫn dùng được luôn. Ủa đội này khỏe thế. Ủa con vợ có quả đội hình khỏe thế. IGR là cái gì á? Giống kiểu ngày xưa anh em chơi Fiao Bao nó có cái gì cà phê ấy. IGR nó gần giống như vậy. Sao cái danh chuyên nghiệp tè luôn. Chính cái danh chuyên nghiệp thế giới. Nhiều đội hình khỏe vãi trưởng ấy. Ủa đá kìa. Ghê vậy. Bruh. Ui. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Đùa cầm mạc của Thông Phan mà thua này. Lần sau sao mượn được đây. Cỡ phát. Không, lần sau khó mượn đấy. Lần sau tí Thông Phan vào check lịch sử đấu là khó mượn đấy. Thua một trận là ngớ ngẩn luôn đấy. Hòa có chấp nhận được nhưng thua là khó chấp nhận đấy. Một trận thua khó nói luôn đấy. Anh Thông đập Riberi TM6 hồi nào vậy thầy? Hồi nào á? Không biết được. Chắc đập mồi lên đấy. Tôi nghĩ là mấy quả ITM6 thì thường là mồi lên đấy. Chứ Thông có chơi Team Valor gì liên quan đến Riberi đâu. Ai à? Nope. Ra thành tít đây ạ. Có. Chưa thấy Vini đâu à? Tôi cho Vini vào đá ST cho anh em thấy nhá. Vinny đang cái tủa, đang hơi mệt. Ui, béo ai cân 7 này. Chết rồi. Ui. 71 à, 71 vẫn gỡ được mà. Vẫn gỡ được mà. Game on. Bật nhạc lên, anh sợ rồi, anh không sợ tí nào, bố mình Nhật ơi, không sợ tí nào, lên nhạc cho anh cái. Anh gỡ thoải mái mà. Anh không biết sợ ai đâu mà. Cùng lắm là thua đúng không? Làm gì biết sợ ai. 81 à, 81 gỡ được bình thường, sao mà thua được, bình tĩnh đi. Vị mới đau, tôi không. Hôm nay thầy nhìn cứ đơ á. Cả Hàn Quốc nha. Chelsea đang thua, đang buồn quá. Quọc đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ủa, thua trận này đi chơi sự kiện thôi nhỉ. Nhìn cứ đơ. Thua trận này đi chơi sự kiện là đẹp keng. Em chào anh Hải ạ. Ôi giời, chào Khôi Lê nha. Đá hay quá Khôi ơi. Khôi đá như thế là vào vòng 2 chắc rồi, à vòng sau chắc rồi làm gì? Nhì bảng B đúng không? Khôi đang nhất bảng B mà đúng không? Đá quá ghê luôn. Công nhận Khôi Lê rồi, đá ghê thật. Còn đây này mấy anh em à. Còn nguyên nha. Con Ra Cát lên đây rồi. Chạy đây anh ơi. Rồi béo của em. Rồi béo không huấn luyện viên mới đau. Tôi không mất cái bốc 1. Rồi béo không huấn luyện viên ạ. Thôi thua rồi. Ơ 3 phút mà. 3 phút thế à. Cũng thế à. Nhục nhã quá. Cảm ơn bầu Thông Phan nhiều ạ. Cảm ơn bầu Thông Phan đã cho em trải nghiệm Vinicius 24/8 anh em ơi. Xin phép anh em tôi họp anh em ơi. Hẹn anh em ngày mai nha anh em. Bye bye anh em. Tôi có việc gấp. Hẹn anh em ngày mai bùng nổ nhá.